Đấy, tiếp tục em về thêm ZGM HF12 loa full ram bass 30 chuyên sử dụng cho cơ cây gia đình. Về là đây, vừa có về hàng này chắc nó cũng lưu kho hơi nâu nên là hơi bụi tí. Đây là nguyên đan nguyên kiện này. Ui sợ, hàng hạng đóng gói có khác. Đấy các bác nhé. Đây phần sau này QR code này, seri mấy cái ZGM HF12 nó full ram 30 tem nhôm này. Đấy. Con này thì mới cứng nhá, nguyên đan nguyên kiện. Đây chiếc mới này, bóc nó ra đi, vẻn ra tí tét luôn. Các bác hoàn toàn yên tâm về sản phẩm nhé, nhập khẩu COCP đầy đủ. Kỉnh hàng hãng nó đóng gói bằng cái túi rất là xịn này. Cái gì cả mà sao? Loa full ram 30. Bây giờ em test 4 chiếc ZGM. Một con đẩy giờ đang tải trên tải 2 ohm nhá. 2 ohm luôn. Đây nhá. 1 giây này. Báo loa này 8 ohm này, xong loa này dẫn xuống dưới là 4 ohm này. Đấy, xong từ dây xanh này sang đây. Đấy. Vậy là 2 ohm. Thỉnh thoảng nghịch tí xem là đời nó vui hay buồn. Đang tải 2 ohm nhá. Đấy. 4 loa về 2 ohm. Cái này đúng bài là phải kê ra các góc nha, còn để này nó bị chéo pha các bác ạ. Đây bao bì đóng gói đi nhá. Bao bì đóng gói này, cả hướng dẫn sử dụng đây này. Đấy. Bây giờ đánh 8 ohm thôi nhá, là một loa thôi nhá. Vừa nãy đánh 4 loa nhá, bây giờ đánh chỉ còn một loa thôi các bác nhá. Một loa thì nghe nó vừa phải, 4 loa thì phải kê ra các góc cơ. Đấy. Về tình trạng còn rất đẹp nhá. Thế thôi. Thắng ơi, lấy đồ tháo một cái này ra để quay review cái. Đây, một mình em bê được cái con loa này. Thì bây giờ em nói luôn nhá, thông số spec của loa đây. Vừa đánh 4 con nhưng bây giờ đánh chỉ có một con thôi.
model là HF12 đến từ thương hiệu Zigma Sound. Loa bass 12 inch HF 1 inch, trợ kháng 8 ohm, nhạy 99 dB và công suất SPL maximum là 110 dB tại công suất chương trình, tại công suất program. Đấy. Trợ kháng là 8 ohm, công suất khởi chạy 500W, công suất chương trình là 1000W các bác nhé. Và củ loa là đến từ hãng là Hiwell HIVKNN. Đấy, series tem các kiểu đây. Hàng chính hãng mà giá giờ đang hỗ trợ hãng kiểu khai tử hãng, khai tử thương hiệu này, khai tử model này là để giá cho rất tốt. Chứ còn giá trước thì đâu đó nó khoảng những cái sản phẩm này mới ngày xưa thì đâu đó là tầm 7 triệu mấy, 8 triệu một đôi thôi. Bây giờ giá nó đẹp hơn rất là nhiều thì em cũng đấy, thông báo luôn. Tức là hãng là còn có vài chục đôi thì bán nốt, thì bây giờ anh em tháo ra cho các bác xem nhé. Loa mới nguyên đan nguyên kiện. Đấy, cho các bác xem. Và đẩy em đang đánh là đang dùng là cái con đẩy hàng Trung Quốc, trung bình rẻ tiền thôi. Đấy, hết cho các bác xem. Định tháo hết nhưng mà tầm này trưa rồi, 11 giờ 4 mấy rồi, nên là cũng nhanh gọn gọn để tháo ra cho các bác xem. Còn lại đứng nắng đấy, đứng phơi nắng đấy, cho các bác xem cho nó tình cảm. Đấy. Cái này hàng này để lâu trong kho là nó có hơi mốc một tí nhá, không ảnh hưởng gì đến chất lượng âm thanh. Đó. Đây, ốc tất cả là ốc trôn gen hết, chứ không phải là ốc bắn thẳng vào gỗ, nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Củ bát, củ kèn rất là chất lượng luôn. Đây là củ tép CGM M44. Đây là củ tép. Củ bát đây. Đây là củ bát. Đó. Đây, củ bát là của Hiwell HIVKNN. Các bác nhá, nếu mà Hiwell xịn đi thì nó sử dụng cái khung xương này này. Đời thì từ thường, đời thì từ neo. Nhưng con này có điểm đặc trưng của Hiwell đó là cái miếng đệm nhẹn này, luôn luôn là theo kiểu màu vàng và rãnh xoáy. Thùng này thì gỗ MDF thôi, chứ không phải là gỗ dán. Nhưng bên trong thùng đây là cái phân tần. Đó, thôi rồi, em quay thế thôi. Đây là quay thông báo các bác là về hàng. Và số lượng thì còn hơn chục cặp nữa nhá. Anh em đại lý ôm gần hết rồi. Hàng về thì nói luôn nhá, hàng này lưu kho để lâu ngày thì nó bám bụi bẩn mốc mác này. Nó không ảnh hưởng đến chất âm, nó chỉ gọi là xấu về hình thức thôi. Anh em các bác về thì chỉ có lau chùi vệ sinh thôi là đẹp. Đấy. Đây thì trên đây em quay giới thiệu cho các bác nhé. Các bác nào có quan tâm liên hệ trực tiếp cho em. Giá em bán là 6 triệu rưỡi một cặp, bao ship. Anh em thợ đại lý lấy số lượng alo trực tiếp cho em. Đây là đơn của bác khách ở trong miền Nam. Bác đặt 5 cặp nhưng bây giờ giao trước là 3 cặp đã. Các bác nghe có vẻ sắp vỡ trận đến nơi rồi, cứ bảo là anh cho anh nợ, cho anh nợ, nợ con khỉ. Bây giờ tầm này mà không thu hồi vốn là chết dở luôn các bác ạ. Không nợ đâu nhá, bán là bán thẳng luôn, bán hộ thôi. Bán hộ là còn nợ thì vỡ mồm, bán theo kiểu ký gửi nữa thì em gồng hết cỡ nên em không gánh được đâu. Đấy. Đấy. Thùng của nó sơn rất là đẹp, sơn nước, sơn sần nước. Đấy. Nhìn cái sơn của nó đẹp tuyệt vời luôn, củ bát chất lượng cao nha, nam châm tường được cực mạnh luôn. Đấy. Đấy. Tường được của nó rất là mạnh luôn. Ok, trên đây là video em giới thiệu sản phẩm của cái ZGM Sound. Model là HF12, các bạn nào quan tâm thì alo trực tiếp nhé. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.